kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin 15 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, lực lượng chức năng huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, Ban Chỉ huy quân sự huyện vừa phối hợp với Ban Công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã hủy nổ thành công quả bom nặng 340 kg còn tồn sót sau chiến tranh. Trước đó, ngày 13 tháng 12, gia đình ông Nguyễn Văn Giao tại xóm 9 xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, trong khi múc đất làm nhà đã phát hiện một quả bom sót lại sau chiến tranh. Bom còn nguyên kíp nổ. Ban Chỉ huy quân sự huyện Nghi Lộc sau đó cử tổ công tác tới hiện trường, xác định đây là loại bom phá lớn thứ hai trên địa bàn được phát hiện. Quả bom có đường kính 41cm, chiều dài 1,2m do không quân Mỹ ném xuống. Lực lượng quân sự địa phương đã tổ chức khoanh vùng, sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, bảo vệ hiện trường trước khi di dời hủy nổ. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vừa xác nhận thông tin có một đàn khỉ tấn công người dân, học sinh trên địa bàn phường. Theo đó, khoảng một tuần nay, trên địa bàn phường xuất hiện một đàn khỉ 3 con, 2 con lớn, 1 con nhỏ. Khi thấy học sinh cầm đồ ăn, đàn khỉ lao xuống để lấy. Đã có khoảng 7 em học sinh tiểu học và một học sinh mẫu giáo bị cào xước tay. Các em đã được gia đình đưa đi tiêm phòng. Do đàn khỉ di chuyển liên tục xuất hiện bất ngờ nên chính quyền vẫn chưa xác định được vị trí đàn khỉ này cư trú. Đàn khỉ đã cào xước tay một số trẻ em và cắn bị thương một người dân. Thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam tham dự cuộc thi vật lý quốc tế 2020 đã giành được 5 huy chương, trong đó có 4 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Trong số 5 học sinh đoạt giải có 3 em đến từ trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Đó là Trang Đào Công Minh, lớp 12, đoạt huy chương bạc, Vũ Ngô Hoàng Dương, lớp 10, đoạt huy chương bạc, Lê Minh Hoàng, lớp 11, đoạt huy chương bạc. Ngoài ra, em Nguyễn Khắc Hải Long, lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm, cũng đoạt huy chương bạc. Em Nguyễn Lê Đức Hoàng, lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, đoạt huy chương đồng. Như vậy, kết quả của đoàn Olympic vật lý đã khép lại năm thành công rực rỡ của học sinh Việt Nam tại các kỳ thi Olympic quốc tế. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên Việt Nam lựa chọn một số học sinh lớp 10 tham dự Olympic quốc tế, nhưng các em đã thể hiện thành tích tốt. Thưa quý vị, sáng ngày 16 tháng 12, Cục Quản lý Thị trường Đắk Lắk cho biết đơn vị đang tiếp tục kiểm đếm hàng hóa trên chiếc xe khách giường nằm chở 1,7 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc. Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 20 phút cùng ngày, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn 3, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Tổ Thương mại Điện tử Cục Quản lý Thị trường Đắk Lắk phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức kiểm tra chiếc xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 81B01479. Tài xế điều khiển xe khách là anh Trương Văn Sĩ, sinh năm 1983, trú tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau khi kiểm tra trong thùng xe, lực lượng chức năng đã phát hiện có 33 thùng xốp đựng tổng cộng là 1,7 tấn nội tạng, chủ yếu là lòng lợn. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số nội tạng đã bốc mùi hôi thối, đồng thời tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ban đầu, tài xế Sĩ khai rằng đã chở thuê số nội tạng động vật trên từ thành phố Hồ Chí Minh về Gia Lai để tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định. Thưa quý vị, Mỹ đã cấp phép sử dụng bộ xét nghiệm tại nhà virus SARS-CoV-2 có thể cho kết quả trong khoảng 20 phút. Bộ xét nghiệm này sẽ được bán tại các hiệu thuốc. Thành viên cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA đánh giá việc cấp phép sử dụng khẩn cấp bộ xét nghiệm trên là hòn đá tảng lớn giúp tăng cơ hội được xét nghiệm của người dân Mỹ, giảm gánh nặng cho các phòng thí nghiệm và các cơ sở xét nghiệm, đồng thời cho người dân thêm nhiều lựa chọn xét nghiệm tiện nghi và an toàn ngay tại nhà. Ưu điểm của bộ xét nghiệm này là chỉ sử dụng mẫu dịch mũi, không cần lấy dịch sâu trong mũi hầu nên người dùng có thể tự lấy mẫu. FDA cho biết bộ xét nghiệm mới nhận dạng được chính xác 96% các mẫu dương tính và 100% các mẫu âm tính đối với những người đã có triệu chứng bệnh. Bộ xét nghiệm tại nhà được kết nối với một ứng dụng trên điện thoại thông minh của người dùng để đọc kết quả. Kết quả được thông báo sau 20 phút qua ứng dụng này. Người dùng cũng được yêu cầu nhập mã bưu điện và ngày sinh để thông báo với cơ quan y tế công cộng. Tuy nhiên, việc cung cấp tên và thư điện tử chỉ mang tính tự nguyện. Trung Quốc có thể thông qua hình thức viện trợ để cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho các nước đang và kém phát triển. Đây là tuyên bố của ông Uông Văn Bân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại buổi họp báo ngày 15 tháng 12. Ông Uông Văn Bân cũng cho biết hiện các doanh nghiệp Trung Quốc đang đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu phát triển vaccine ngừa COVID-19. Nhiều loại vaccine của nước này cũng đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Chính phủ Trung Quốc ủng hộ các doanh nghiệp nước này triển khai hợp tác nghiên cứu phát triển vaccine với các quốc gia khác. Trung Quốc hiện là một trong những quốc gia đi đầu trên thế giới về nghiên cứu phát triển vaccine ngừa COVID-19. Nước này có 5 loại vaccine ngừa COVID-19 đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Trong đó có các loại vaccine dạng bất hoạt của Trung Quốc được cho là có ưu thế hơn so với vaccine mRNA của Mỹ do bảo quản và vận chuyển dễ dàng.
Các nhà nghiên cứu trường y tế công cộng thuộc Đại học Johns Hopkins Bloomberg cho biết ít nhất 1/5 dân số thế giới có thể sẽ không được tiếp cận với vaccine ngừa COVID-19 cho đến năm 2022. Các nước giàu hơn nhận được hơn một nửa số liều vaccine có thể được cung cấp trên toàn cầu trong năm 2021. Nghiên cứu cho thấy các nước giàu có chỉ chiếm khoảng 14% dân số toàn cầu đã đặt mua trước hơn một nửa số liều vaccine dự kiến được 13 nhà sản xuất hàng đầu cung cấp trong năm tới. Nếu tất cả vaccine đang nghiên cứu cho kết quả khả quan, nhiều nước giàu sẽ có đủ lượng dự trữ cho ít nhất mỗi người một liều vaccine. Như Canada đã đặt mua tương đương 4 liều mỗi người, trong khi các nước như Indonesia thì đặt mua không đủ, cứ 2 người mới có một liều tiêm. Nghiên cứu cũng cho thấy thực tế là vào giữa tháng 11, các nước đã đặt mua 7,48 tỷ liều, tương đương với 3,76 tỷ người được tiêm, vì hầu hết vaccine đều phải tiêm 2 mũi. Con số này vượt xa khả năng sản xuất tối đa dự kiến chỉ đủ cho 5,96 tỷ người được tiêm vào cuối năm 2021. Chính phủ Thái Lan mới đây cam kết sẽ có một loạt các biện pháp để giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng ở thủ đô Bangkok, khi nơi đây là một trong những thành phố bị xếp hạng ô nhiễm nhất trên thế giới. Trước đó, chỉ số chất lượng không khí AQI ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã tăng vọt lên mức có hại cho sức khỏe vào sáng ngày 15 tháng 12, xếp thứ 3 trong danh sách các địa phương ô nhiễm không khí tồi tệ nhất trên thế giới. Theo Cục Kiểm soát ô nhiễm, nồng độ bụi mịn PM2.5 đã lên tới mức không tốt cho sức khỏe tại ít nhất 14 quận của vùng đô thị Bangkok sáng ngày 15 tháng 12. Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm cũng cho biết điều kiện thời tiết không thuận lợi là một nguyên nhân gây ra khói độc, nhưng chính phủ cũng sẽ cố gắng để chấm dứt việc đốt cây trồng sau thu hoạch và rác thải ngoài trời ở các tỉnh gần Bangkok cho đến ngày 17 tháng 12. Các trạm kiểm soát sẽ được thiết lập để bắt các phương tiện thải khói đen, đặc biệt là các xe chạy dầu trên 15 năm. Ngoài ra, nếu tình hình bụi PM2.5 không được cải thiện, chính phủ sẽ xem xét gia hạn lệnh cấm đốt. Các quan chức y tế Thái Lan ngày 15 tháng 12 đã cảnh báo người dân Bangkok nên đeo khẩu trang mọi lúc khi ra ngoài và tránh tất cả các hoạt động ngoài trời nếu có thể. Bộ Thương mại Quốc tế Anh vừa thông báo nước này và Mexico đã ký thỏa thuận nhằm bảo đảm tính liên tục của trao đổi thương mại song phương sau khi giai đoạn chuyển tiếp của quá trình Brexit kết thúc vào ngày 31 tháng 12 tới đây. Theo đó, thỏa thuận tiếp nối thương mại Anh-Mexico tạo cơ sở chắc chắn cho các doanh nghiệp hai nước duy trì trao đổi hàng hóa và dịch vụ, vốn đạt kim ngạch trao đổi hơn 5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Đây được coi là thỏa thuận mang tính chuyển tiếp và hai bên nhất trí sẽ khởi động đàm phán về thỏa thuận tự do thương mại mới và tham vọng trong năm 2021. Trước đó, hồi đầu tháng 12, Anh cùng với Na Uy và Iceland đã ký thỏa thuận duy trì các trao đổi thương mại, mở đường cho việc các nước hoàn tất các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do toàn diện sẽ có hiệu lực vào năm 2021. Anh và Nhật Bản cũng đã ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Nhật-Anh dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 nhằm bảo đảm tính liên tục của các hoạt động kinh tế song phương. Cũng từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, một thỏa thuận thương mại tạm thời giữa Anh với Canada sẽ có hiệu lực. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 15 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.